Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ công an nhân dân. Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất một số hành vi cấm đối với cán bộ chiến sĩ công an. Trong đó, hành vi mặc trang phục công an nhân dân, ăn uống ở hàng quán vỉa hè, trừ trường hợp do yêu cầu công tác cần xã hội hóa, hút thuốc khi làm nhiệm vụ, trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường và ở những nơi có quy định cấm, bị cấm. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ cũng không được lập bàn thờ để bắt hương, thắp hương trong hội trường, phòng họp, phòng khách, phòng làm việc, phòng ở, nhà kho, nhà ăn tập thể, nơi để hồ sơ tài liệu thuộc phạm vi trụ sở đơn vị công an, trừ khi tổ chức lễ tang, lập bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắp hương trong 3 ngày Tết nguyên đán, nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ. Về hình thể, Bộ Công an đề xuất cán bộ chiến sĩ nam không được để tóc dài trùm tai, trùm gáy hay cắt tóc quá ngắn, trừ trường hợp do đầu bị hói, bị bệnh lý theo chỉ định của bác sĩ hoặc do yêu cầu nghiệp vụ phải cắt tóc ngắn, không được để dâu, ria ở cằm, ở cổ và trên mặt, không đục lỗ sỏ khuyên, trừ cán bộ nữ được đục lỗ sỏ khuyên tại vị trí giái tai về giao tiếp qua phương tiện thông tin cán bộ chiến sĩ công an được yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định về thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân và quy tắc ứng xử trên internet mạng xã hội công an không được đăng tải hình ảnh trang phục số hiệu công an nhân dân các loại giấy tờ do công an cấp lên mạng internet mạng xã hội họ cũng không được định vị địa chỉ khu vực phòng làm việc của đơn vị lên bản đồ trực tuyến với trường hợp phục vụ công tác phải được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị một số quy định về giao tiếp vẫn giữ nguyên như hiện hành là công an phải giới thiệu tên đơn vị ngôn ngữ đúng mực lịch sự rõ ràng mạch lạc không nói tục không dùng từ lóng khi trao đổi công việc công an nói ngắn gọn nếu không tiện trả lời thì nói xin lỗi không đột ngột ngắt cuộc trao đổi theo ban soạn thảo, qua 4 năm thực hiện các quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ, lãnh đạo công an các cấp đã thường xuyên kiểm tra đồn đốc cán bộ, chiến sĩ, nghiêm túc chấp hành, đưa công tác điều lệnh đi vào nền nế nếp, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Tuy nhiên, một số nội dung chưa được quy định hoặc đã quy định nhưng chưa cụ thể nên khi triển khai thực hiện còn vướng mắc. Do đó, việc xây dựng thông tư nhằm khắc phục những vướng mắc bất cập, qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới